Dưới này hồi nào? Ráng nè, dưới này nhiều lắm. Ra mà đào luôn. Ta đã lạnh từ từ coi cà phê mà lại nhanh quá à. Cái cà phê. Đây là màu xanh này. À đúng rồi, bữa mua có cái cục mua mà thiệt phê á. Mà lông bấm là màu xanh quay. Trắng vui. Em mình đang vui á, hồi mình đang trong cái TikTok rồi á, một cục thôi. Tóc không quay một con rồi, tóc cũng không quay cao cục mấy. Ừ, chứ thời gian đâu có lâu. Nhưng mà TikTok cũng ghê lắm nghe. Thế mà lên xu hướng được là họ coi gì nữa. Ghê lắm, ghê là đăng clip biết không, không cho mình đăng mấy này. Vô ăn hết á, vô không có. Chúng mày coi phim mà đang cắm ta biết mà bây giờ họ coi TikTok còn nhiều hơn Facebook không? TikTok nhiều hơn mà. Ngày đeo khẩu trang cái này kìa. Không, đeo khẩu trang xong á, cái mình mà ví dụ không đeo mình không tự tin. Để ấy nè. Thơ nó kiểu hư đồ kìa. Thơ đồ. Không có bà nào tím nó không có mụn lung á. Tầm cái lây hồi xưa trừ rồi lây nghĩ ra đó chứ tim đánh cừ có bị cái lon mà lon tim tà la đang có nói đâu tim màu không có má ơi. Cục này mà để lâu á.
lên nhé, nó đang lên rồi nè. Hạn chế máu mà nhiều lắm rồi. Không tùy da nha, không bị nó lạnh cái da, nó quay cái da nó đục nhiều là máu, đục nhiều là máu. Nhưng mà một lần cũng hạn chế được mà da này máu này. À, với Ly là chưa kiểm soát được cái đó. Chưa hạn chế được.